khắc này. Đầu tiên, V-Man là người luôn có cảm hứng chạy bộ. Và để làm điều này thì V-Man luôn sẽ muốn truyền cảm hứng này cho tất cả những người xung quanh. Hãy luôn vui tươi, luôn nổi bật và hãy luôn là chính mình nha. Như V-Man nè. Riêng cá nhân V-Man cảm nhận được thì mọi người đón nhận rất là hào hứng. Có nhiều người tò mò, có nhiều người tỏ ra nghi ngại, có nhiều người tỏ ra là phấn khích. Mọi người vẫn thấy V-Man lông nhông một mình, nhưng đừng có nhầm tưởng, V-Man xuống trái đất này còn với một người bạn đồng hành. Và đây, người bạn đồng hành ở đây. Với cá nhân một người chạy bộ thì V-Man đánh giá rất cao người bạn đồng hành này. Đầu tiên là nó có âm nhạc. Thứ hai là nó có thể giúp cho V-Man biết rõ cái thông số mà V-Man đang hoạt động trong ngày, trong cả ngày. Nó có thể cho V-Man biết được là bao nhiêu bước chạy, quãng đường là bao xa, đo được nhịp tim. Và tất cả những thứ này khiến cho V-Man chủ động hết rất nhiều trong quá trình tập luyện của V-Man. Và đừng quên, hãy ủng hộ người bạn đồng hành này của V-Man nha. Yeah. V-Man những ngày vừa qua gây tò mò cho mọi người ở đất Sài Gòn này là ai? Thì mình xin được phép tiết lộ bí mật nho nhỏ. Yeah, chính là tôi, Phạm Văn Khoa. Và người bạn đồng hành của Khoa những ngày vừa qua chính là Sony Smart Beat Trainer, máy nghe nhạc chạy bộ thông minh của Sony.